Này, ăn này, đau bụng này. Ai ui, ai ui, à, à, ai ui, đau bụng quá, ai ui, à. À, mẹ bị đau bụng đấy, đấy, mẹ ăn thanh long nhặt dưới đất là mẹ bị đau bụng đấy. Đau bụng, ai ui, đau bụng lắm, em không được ăn dưới đất nhá. Nghe đó chưa? Vâng ạ, chưa? Nào, khoanh tay vâng ạ, mẹ hàng nào. Vâng ạ, à. Mẹ làm rơi miếng thanh long rồi, bên nhà hộ mẹ vứt đi với. Bẩn rồi, vứt đi hộ mẹ. Cảm ơn mẹ. Bên sờ tay ập quạt là bị đứt tay. Đứt tay giống như củ cà rốt đây này. Bên nhìn nhá. Bên nhìn củ cà rốt này. Củ đấy. Thế rồi, gãy rồi, gãy rồi. Thế hôm nay Ben có dám nghịch tay sờ tay ập quạt không? Không nghịch quạt nữa ạ. Vâng ạ, chưa nào. Vâng. Vâng. À. Không nghịch quạt nữa mẹ ạ. À. Ơ, Ben từ từ đã. Ben ơi, Ben ơi. Bây giờ Ben chưa biết là ai, Ben đừng mở cửa vội nhá. Mẹ khóa cửa vào đã, từ từ đã. Mẹ hướng dẫn này, mẹ bảo này. Mẹ bảo này, Ben chưa biết là ai, đây là người lạ. Người lạ bấm chuông là lần sau Ben không được mở cửa nhá. Vâng ạ, chưa? Vâng ạ. Dạ. Mở cửa cho người lạ nhá. Ben bảo vâng ạ, nào Ben khoanh tay vâng ạ. À. Vâng ạ. Các bạn Ben ăn cơm nhá. Mẹ mời Ben. Mẹ mời Ben. Nhờ, không cho. Của mẹ mà. Của mẹ mà. Đĩa xoài của mẹ mà. Mẹ móc tay cho Ba Nguyên. Bóp tay của Ben nữa à, tay Ben nữa à. Bóp tay ba. À ba, ba bóp tay hộ Ben nhá, được không? À đây nhỉ. Đấy, muốn người hộ Ben nhỉ. Cái này là đồ ăn nhanh của người lớn đấy. Ben không ăn được, thế mẹ chuẩn bị cho Ben một phần khác nhá. Thế mẹ chuẩn bị cho Ben một phần nữa của trẻ em nhá. Tôi xin mời quý khách nha. Chúc quý khách ngon miệng nhá. Ngon nhỉ Ben nhỉ? Hơi bị healthy luôn nhỉ? Hamburger bánh bao hơi bị healthy. Rồi tí mẹ ăn. Và bây giờ mời bạn Ben ăn khoai tây chiên phiên bản Apple. Đi ngủ nào, buồn. Đi ngủ, buồn ngủ rồi. Nào, buồn. Mẹ ngủ trước đây. Con xin lỗi áo đi. Ai ốt mà. Thế này đang làm gì đấy con, ngủ trước đây. Ôi trời ơi, ai thả hết đồ chơi bằng rượu ông như này. Hả? Ui giời ơi, các bạn như này thì ông còn đi còn rượu mà uống nữa. Đó. Hết rồi, sách ra giả ông đi. Hết rồi, ông mà biết. Ông mà biết ông mắng đấy. Con xin lỗi ông, nhanh tay xin lỗi ông. À. Ừ giỏi. Đây cháu không giống như tính rượu của ông nữa à. Xin lỗi ông. À. Cháu trai lăng xăng giúp bà nội và cái kết cứng muốn xỉu. Đi làm bài thế.
Cháu trai lăng xăng giúp bà nội và cái kết làm bà mát lòng mát dạ. Ô Ben ơi, không được ấn mà mở cửa kính đâu, sao con lại tự ý mở? Bây giờ con mà tự ý mở lời này giống như quả chuối này. Đấy. Thấy chưa, kẹp tay đấy. Là kẹp tay. Con hứa mẹ là không được tự ý mở cửa kính nữa nhá. Vâng ạ. Nào. Nào. Thế này con không nghịch cửa kính nữa à? Con không tự kéo cửa kính nữa à? À. Rồi. Em ơi, chuẩn bị đi tắm nào. Ôi trời ơi, con ơi, thả hết bình vào trong nước ra tắm này. Hả? Mẹ vừa mới ra lấy khăn tắm xong con lại nghịch thế này. Mẹ nào, khoanh tay xin lỗi mẹ. Khoanh tay xin lỗi mẹ nhá, từ nay không được nghịch bỉm nữa. Nghịch bỉm cửa này ướt này. Từ nay không được nghịch bỉm nhá. Ôi, cái bỉm này mềm mỏng và thấm nước tốt thế này. Mẹ vừa thả vào đã nặng trịch luôn. Đúng là bỉm quá thân. Cảm ơn Ben nhờ. Bác Ben nào. Cho bác Ben đi. Rồi, bác con mình vô nào. Vô nào. Dạ. Dạ nào. Dạ, yêu bà cái nào. Dạ yeah. Ăn thử cái này nào. Mời Ben. Rồi đây này, đau tai mẹ rồi đây này. Chạy à, bỏ cuộc chạy. Chạy à, bắt lấy.
Mẹ mời Ben ăn súp xê. Mẹ mời Ben. Nào con cầm là hai mẹ con mình dê nào. Dê. Dê. Mời Ben. À nào, à nào, à to nào. Ngon quá, ngon nhỉ. Ngon không Ben? Ăn đi mẹ, con ăn đi. Ngon thế nhỉ. Yeah. À to rồi. À. À. Rồi, thế lần sau mẹ lại cho con ăn xúc xích nhá. Ừ. Bây giờ con mà muốn ăn xúc xích thì con phải bảo mẹ chứ. Chứ con mà trèo lên cao này là không tốt đâu. Nguy hiểm đấy, giống như bạn quả dưa hấu nhá. Bạn mà ở trên cao này. Này từ nay con không được trèo lên cao nữa nhá. Bác ngạn nào. À. Mẹ mời Ben. Mẹ mời Ben ăn cơm rồi. Rồi mời con. Quả cam to thế nhỉ, quả cam nhiều cơm thế nhỉ. Mời Ben, Ben xúc cơm ăn đi. Ui dồi ôi. Ta-da. Ngon không con? Ngon. Ui. Wow. Ôi dồi, quả cam hôm nay có nhiều cơm quá mẹ Hằng ơi. Để mẹ lấy chổi quét nhà. Ôi thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Mùi rồi ôi. Nhanh lên không đổ ra băng lên mắng mẹ. Nhanh lên. Nhanh lên. Ơ, sao đồ bộ này, sao rơi vung vãi thế? Ơ. Ai làm rơi vung vãi này? Mẹ. Ai hốt thì mà. Bé đứng dậy nào, đứng dậy ba hỏi nào. Đứng dậy ba hỏi. Ai làm rơi đổ hết ra này ra đây. Ai làm đấy, con làm à? Có phải mẹ không? Hoan hoan rồi, dê rồi, dê rồi, dê. Dê. Nghe được chưa? Xin lỗi chú đi. Xin lỗi ạ đi. À. Ừ. À. À. Thôi à, chưa tay à. Bye bye, xin lỗi. Nhỏ. Không được ném nhá.